Chào các em, chúng ta qua tiếp nick số 2, khối 7 vòng 14. Những em mà chưa đăng ký các khóa học của thầy thì tiếp tục đăng ký đi nếu thích nha. Khóa học V63738392 đã xuất bản để giúp cho các em hỗ trợ phần nào thi vòng huyện ha. Cho tam giác, cái này ở nick trước thầy giải rồi, nó bằng 5 ha. M trung điểm BC kẻ BH vuông góc AM, hai tam giác bằng nhau, các em thấy bằng 5 liền à. Rồi cái này các em dùng kỹ thuật trong khóa học V81, các em thấy 0 phẩy chu kỳ 8. Trong khóa học V71 xin lỗi, 0 phẩy chu kỳ 8 là bằng 8 phần 9 à. 8 phần 9 lại bình phương lên thì bằng 64 phần 81. 64 phần 81 thì quy đồng 9 nhân 7 63, vậy nó lớn hơn kìa, này lớn hơn 64 phần 81 phải lớn hơn 63. Cái này thầy làm ở nick số 1 rồi, đó là 10 giờ. Các em coi lại nick số 1 thầy giảng rất kỹ. Cái gì tùm lum vậy à, vẽ hình thử coi, tôi vẽ hình thử nha. Rồi cho góc vuông XOY, thầy lấy góc vuông XOY, đây là góc vuông ha, vuông không được vuông lắm. Rồi bây giờ mới vuông nè. Trên TOX lấy điểm A, trên TOY lấy điểm B, AB, A, B. Trên tia đối của tia OX lấy OM. À, đây OM. OM bằng này, hai này bằng nhau. Và trên tia đối của OY lấy ON, sao cho ON OA. Ô dễ mà kem. Bài này nó ra hai tam giác bằng nhau liền à. Hai đoạn này bằng nhau là hai đoạn này bằng nhau. À. Và thầy khỏi đặt tên đi ha. Thôi đặt đi. A đây. B đây. Rồi đây là x đi ha, OX, đây là OY. Trên tia đối của tia OX thì các em lấy điểm M, sao cho OM OV. Trên tia đối tia OY lấy điểm N, sao cho ON OA. Như vậy là ta sẽ có liền hai tam giác bằng nhau ha, A O AOB với lại NOM. Vậy là MN sẽ bằng AB. Hai tam giác bằng nhau trường hợp cạnh góc cạnh này. Vậy AB bằng bao nhiêu thì MN bằng bấy nhiêu, nó bằng 8. Hình như nó trước mình có giải thôi. Rồi. Tam giác góc 120 độ. Góc 120 độ. Bài này cũng dễ thôi kìa. Góc 120 này. Rồi hai tia phân giác của hai góc bên dưới cắt nhau. Đó, thầy vẽ đại. Trên cạnh BC lấy M và N, sao cho bằng 30 bằng 30. Đặt tên này. A B C. Phân giác BD và CE cắt nhau tại O. Đây là O. Phân giác BD là của góc B, phân giác CE là của góc C. Đúng ra phải kéo dài xíu nữa. À. Kéo dài xíu nữa. Đây là CE. Đây là BD. Cắt nhau tại O. Rồi lấy M với N, sao cho BOM bằng BON.
Rồi thầy giảng thật nhanh là các em chú ý nè. Góc A là bằng 120. Thì tổng của góc B và góc C to là bằng 60 độ. Như vậy một nửa góc B cộng một nửa góc C sẽ bằng 30 độ, 60 chia đôi á. Thì lúc đó góc BOC sẽ bằng 150. Góc BOC sẽ bằng 150 các em nhé. Góc BOC bằng 150. Mà hai cái góc hai bên này, BON với lại CON nó chiếm 30. Thì mỗi bên 30 rồi là mất 60. Đúng không? 150 mà mất 60. Như vậy ở giữa nó còn 90. Góc MON là bằng 90. Cái này thì cũng giống như tổng bình phương thôi các. Giống trị tuyệt đối, giống mũ chẵn rồi đó. X trừ 8, tất cả mũ chẵn 2016 á, thì nó luôn luôn lớn hơn bằng 0. Đó. Rồi căn của y trừ 10 nó cũng luôn luôn lớn hơn bằng 0. Thấy không? Căn y trừ 10 là cái số không âm mà lúc bình phương lên là bằng y trừ 10. Mà bình phương lên thì không bao giờ nó âm được, đúng không? Em để ý nè. Căn 9 là số bình phương lên bằng 9, vậy đó là số 3. Hay là căn của 4 là số 2, đúng không? Rồi căn của 0 thì bằng 0. Vậy kết quả tính căn bao giờ cũng là lớn hơn 0 hoặc là bé nhất là bằng 0 thôi. Nó y như bình phương vậy đó. Vậy hai cái này cộng lại bằng 0 thì từng cái này phải bằng 0. Từng cái này phải bằng 0 rồi cộng lại nó bằng 0. Ở trên muốn bằng 0 thì x sẽ bằng 8. Ở dưới muốn bằng 0 thì y phải bằng 10. Như vậy là x cộng y sẽ bằng 18. À. Bài này thì mình làm không biết bao nhiêu lần mà. Nha. Thầy làm vắn tắt thôi. 7A thì tức là A phần 1 phần 7 bằng 9B, tức là bằng B phần 1 phần 9 và bằng 21C, tức là C phần 1 phần 21. Rồi cộng 3 cái tử là A trừ B cộng C là bằng 15. Còn dưới là bắt chước 1 trên 7 trừ cho 1 trên 9 và cộng cho 1 trên 21. Rồi cái này em lấy máy em bấm được coi như là bao nhiêu. 15 đem chia cho mở ngoặc 1 phần 7 trừ cho 1 phần 9 cộng cho 1 phần 21 bằng 189 nha. Đó. Như vậy là nó cũng sẽ bằng cái gì? Giờ ta lấy A cộng B trừ C. A cộng B trừ C thì dưới mẫu nó bắt chước y chang cái này luôn. Chỉ có điều là nó đổi dấu trừ đây thành dấu cộng, còn dấu cộng này đổi thành dấu trừ. Đó. Như vậy từ đây các em suy ra là A cộng B trừ C sẽ bằng 189 nhân cho cái mẫu này. Đó, nhân vô coi nó bằng cái gì. 189 1 phần 7 cộng 1 phần 9 trừ 1 phần 21 và tất cả nhân cho 189. 39 đi. 39. Rồi phải bình phương lên nữa. Tính xong A cộng B trừ C rồi phải bình phương lên nữa nè. Mà quên lớp tớp là sai đó. 39 bình là bằng 1521. 1521 em nha. Tiếp tục bài này thì thầy cũng giảng nhanh. Hai đại lượng tỷ lệ nghịch thì tích của chúng sẽ không đổi. X1 Y1 sẽ bằng X2 Y2. Đó. Mà theo đề
thì x2 nè là bằng trừ 6, cái chỗ này thầy thay bằng trừ 6. Còn y1 theo đề là bằng trừ 8 nè, cái chỗ này thầy thay bằng trừ 8. À, hai bên là ta ra trừ 8 lần x1 bằng trừ 6 lần y2. Hai bên đều có dấu trừ, thôi bỏ đi là nó què. Rồi 8 với 6 thì hai bên có thể chia đôi. Chia đôi đi, 8 chia đôi được 4, 6 chia đôi được 3. Là hai cái này vẫn bằng nhau nha. Đó. Tiếp tục, thầy sẽ suy ra tiếp. X1 là bằng 3y2 chia cho 4. Để dành đó. Rồi còn dữ kiện đề cho nữa kìa. 2x1 trừ 3 lần y2 bằng 36. Từ đây các em suy ra là 2 lần x1 sẽ bằng 36 cộng cho 3 lần y2. Hay nói cách khác là x1 sẽ bằng 36 cộng 3 lần y2 chia đôi. Thì 2 nhân x1 bằng cái này thì x1 sẽ bằng cái này chia đôi chứ làm sao. Rồi như vậy ta có gì? Bắt cầu đi các em. Suy ra gì? X1 bằng này mà x1 cũng bằng này, vậy hai này bằng nhau. Cái này sẽ bằng cái trên kia. Rồi các em giải cái này đi. Dùng kỹ thuật trong khóa học V71, V72 các em tìm thôi. Đó. Hoặc là dùng tính chất dãy số bằng nhau tùy với em, hay là thầy dùng tính chất dãy số bằng nhau đi ha. Còn máy tính dùng kỹ thuật V71, V72 thì các em làm cái rẹt xong rồi. Rồi các em lấy tử trừ nhau, lấy 36 cộng 32 trừ 32 là còn 36, dãy dưới 2 trừ 4 là thành âm 2. 36 chia âm 2 thì bằng âm 18. Đó. Từ đây các em thấy là gì? 3 lần y2 bằng âm 18. Vậy suy ra 3 lần y2 sẽ bằng 3 lần y2 trên 4 bằng âm 18. Vậy 3 lần y2 sẽ bằng 4 nhân cho âm 18. 4 nhân âm 18 thì nó sẽ bằng là âm 72. Vậy suy ra y2. Y2 sẽ bằng âm 72 chia 3. 72 chia 3 được âm 24. Rồi, người ta bắt tìm hệ số tỷ lệ giữa x và y. X và y là tỷ lệ nghịch. Như vậy là hệ số tỷ lệ sẽ bằng tích hai cái giá trị tương ứng bất kỳ. X1 nhân y1 cũng được, mà x2 nhân y2 cũng được. Ở đây hệ số A nó sẽ bằng x2 nhân y2 đi. X2 đề cho bằng trừ 6 nè. Còn y2 người ta mới tính xong là trừ 24. Em nhân lại là bằng 144. 6 nhân 24 bằng 144 ha. Rồi. 144 cho tam giác vuông góc QAP bằng bao nhiêu? Thì cái này trong cái bài giảng số 9 thầy gửi cho các em cái khóa học V73 vừa rồi á. Cái bài giảng số 9 số 10 là thầy đã hướng dẫn rất kỹ, nó ra 45 độ ha. Giờ đây thầy không có đủ thời gian nữa chứ. Ơi, hướng dẫn nhanh luôn. Người ta cho gì nhỉ? Tam giác ABC vuông tại A. Đây, vuông tại A. Rồi, em lấy một đoạn trên này cho nó bằng đoạn ABA. À, đoạn này là bằng đoạn này nè. Hai gạch đi. Rồi. Rồi người ta lấy tiếp một đoạn C gì đó bằng với đoạn CA. Đoạn này là thầy cho 3 gạch đi. Đó. Như vậy mình có hai cái tam giác cân BQ. BA bằng PP phở. Rồi CQ. CQ bằng CA. Vậy ta có hai cái tam giác cân A ABB và AQC. Rồi thầy đặt đây là X, đây là Y, đây là Z. Các em theo dõi cho kỹ không thôi, không hiểu nè.
gọi cái góc BAQ là x độ, QAP phở là y độ, CAP phở là z độ. Rồi các em nhìn cái tam giác cân AB bò B phở, thì cân ở B thì hai góc ở đáy bằng nhau, mà cái góc trên này là x với y nhập lại, như vậy góc dưới này cũng sẽ là x với y nhập lại. Vậy chỗ này sẽ là cái góc B phở ở dưới này nè, sẽ là x cộng y nè, không? Tương tự cái tam giác CAQ là tam giác cân ở C, mà cái góc trên này là y hợp với z, như vậy ở phía dưới, cũng là y cộng cho z dưới này nè, y cộng cho z ha. Rồi giờ các em sẽ có những công thức sau đây nè, em sẽ có những công thức sau đây các em để ý ha, không tôi không hiểu nè. Xét cái tam giác nhỏ, các em xét cái tam giác nhỏ này AQP thì ba góc cộng lại bằng 180, tức là y cộng z cộng x cộng y sẽ bằng 180 độ. Mà các em nhìn nè, ba cái góc x, y, z trên này cộng lại là bằng 90, x, y, z lại bằng 90, không? X cộng y cộng z lại bằng 90, bởi vì tam giác này vuông ở A mà. Như vậy mình phối hợp hai điều này lại suy ra thì gì? Đây nè, ở trên này á là y cộng y thì để nguyên, còn x cộng y cộng z thì hợp lại, thì theo cái dòng thứ hai thì x cộng y cộng z là bằng 90 nè. Vậy chỗ này ta suy ra là y cộng 90 sẽ bằng 180. Vậy suy ra là y cộng y sẽ bằng 180 trừ 90 là bằng 90. Y cộng y bằng 90 thì có nghĩa là y sẽ bằng 45 thôi. Không? Mà y là cái góc QAP đó. Vậy nó sẽ bằng 45 là đúng rồi. Hết giờ rồi. Rồi, cái bài này thầy giảng ở trong khóa học V73 rồi. Nó sẽ bằng 8 thôi nhé. Ở đây hết thời gian rồi. Hết thời gian rồi, thôi các em dỡ bài giảng số 9, số 10 ra coi đi ha. Hôm nay không có đủ thời gian để thầy hướng dẫn. À, vẫn còn thời gian, trời đất. Vẫn còn thời gian. Rồi để nick số 3 rồi thầy gặp bài đó thầy giảng kỹ không? F1 là bằng 1 bình trừ 3 là bằng âm 2. Kết quả nào đúng? F1 bằng âm 2 mới đúng. Này sai rồi. F-3 là bằng 9-3 là bằng 6 mới đúng. F2 bằng trừ 1 sai. F0 bằng trừ 3 đúng. Cái này thay vô tính thôi. Bộ 3 nào có thể là ba cạnh con tam giác? Thì cứ lấy cạnh dài nhất á, thì nó phải nhỏ hơn hai cạnh còn lại cộng lại. 8 dài nhất lại lớn hơn 2 cộng 4 rồi không được. 5 dài nhất thì lại lớn hơn 1 cộng 3 không được. Ở đây 0,4 dc là thành 4 cm. Đây đây cái này kìa, 234, 234 cùng đơn vị. Còn cái này thì không được rồi. Mét với decimet. Đổi ra mét hết hoặc là đổi ra decimet hết thì các em kiểm tra bức định thức tam giác nó không đúng, cái này mới đúng. Ồ, cái này nó có kiến thức mới rồi. Đồ thị hàm số y bằng x là đường thẳng đi qua góc tọa độ, cái này lý thuyết học rồi. Cho tam giác DF cân ở D ha, góc E và góc F đó. Thì phân giác góc D cắt EF tại Y thì IA trên F sẽ bằng 1. Vẽ hình ra thấy liền à. Trong tam giác cân á thì đường phân giác nó cũng sẽ là đường trung tuyến, thấy không? Đường phân giác sẽ chia cái cạnh đáy đó thành hai phần đều nhau. Vậy tỷ lệ của chúng là bằng 1 tỷ số. Cho tam giác cân tại A có góc A bằng 80 độ. Đường cao BH và CK cắt nhau tại O. Tính góc BOC. Mình vẽ cái hình ra thử coi. Rồi, thầy vẽ hình thử nha. Tam giác cân. Hả? Đâu quá? À đúng rồi, cân. Góc A bằng 80 độ. Rồi, kẻ đường cao BH. Kẻ đường cao CK.
BH CK cắt nhau ở O. Tính góc BOC. Kỳ này thầy bận lắm các em, thầy nhiều việc lắm. Các em thông cảm nha, nhiều lúc thầy không có thời gian để mà làm việc đâu. Rồi ở đây là bằng 90 độ nè. Thành ra là mấy cái vòng thầy chuyển nó hơi trễ một chút. Thông cảm nha. Rồi đây là vuông góc thì 90 độ ha. Rồi người ta cho đây 80 thì hai góc ở dưới cộng lại sẽ bằng 100. Như vậy mỗi góc sẽ bằng 50 độ. Cả cái góc bên này bằng 50 nè. Bên kia cũng 50. Mục tiêu của mình là tính cái gì? Tính góc BOC. Góc BOC này thì cũng dễ thôi các em, cũng chẳng cần tới cái góc 50 này làm chi đâu. Thầy xóa góc 50 này đi, không thèm. Bây giờ thầy nối A với O nè. Không, bây giờ các em để ý cho thầy nha. Cái góc này bao nhiêu thầy không biết, nhưng mà là x độ. Góc bên cạnh cũng biết bao nhiêu. X, Y, Z gì mệt. Mà thầy làm như thế này nhìn 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 cho dễ hiểu nè. Góc KAO, KAO cộng cho góc AKO, cộng cho góc AKO rồi cộng cho góc AOK. AOK các em có đồng ý với thầy nó bằng 180 không? Bằng đúng không? Tương tự góc HAO, HAO cộng AHO cộng cho AOH cũng bằng 180 độ. Như vậy thầy cộng 6 cái góc này lại, ba góc trên này cộng cho ba góc này lại sẽ bằng 180 cộng 180 là bằng 360. Hai phe cộng lại bằng 360. Rồi các em nhìn cho kỹ góc AKO thì thầy thay bằng 90 được không? Được nè. Rồi góc AHO đề cũng cho là vuông góc mà, thì bằng 90 ha. Rồi góc KAO, góc KAO thì nhập với lại góc nào được? KAO thì nó sẽ nhập với lại góc là giao hoán nè, HAO góc cộng có tính giao hoán. HAO thì giao hoán ra đằng trước. Rồi AOK là thầy nhập với lại AOH. Rồi hai cái 90 thầy đẩy ra sau cùng. À, bằng 360 thì để đó thầy đợi. Rồi tới đây các em nhìn nè. Góc KAO, KAO cộng HAO thì nó sẽ bằng góc KAH. KAH. Rồi góc AOK cộng AOH. AOK cộng AOH thì bằng KOH. KOH. 90 cộng 90 bằng 180. Rồi như vậy là 360 bên kia thầy giữ nguyên. Giờ các em thấy góc KAH thì lại biến thành bao nhiêu? 80 độ để cho đúng không? Rồi KOH thì chưa biết, để nguyên cộng 180 bằng 60. Rồi từ đây các em tính được góc KOH thôi. Góc KOH là bằng bao nhiêu để cộng với 80, cộng với 180 nó ra 360. 180 với 80 là 260 rồi, vậy KOH sẽ bằng 100. 100 cộng cho 260 thì nó mới ra 360. 100 độ nghe đâu rồi đây. Số góc đối định được tạo thành bởi 5 đường thẳng phân biệt cùng đi qua một điểm. Ồ, bài này đầu đầu á nghe. Giờ một đường thẳng cắt một đường thẳng thì tạo được mấy cặp? Tạo được hai cặp đối định. Đúng không? Một đường thẳng cắt một đường thẳng thì tạo được hai cặp đối định chứ gì nữa.
Rồi. Chà, căng nhà. Như vậy hai đường thẳng có một giao điểm. Một giao điểm thì sinh ra hai cặp đối đỉnh. À. Ở đây nó có mấy đáp án? Nhiều đáp án quá nhỉ. Bây giờ ba đường thẳng. Ba đường thẳng thì sinh ra mấy giao điểm? Ba đường thẳng thì sinh ra ba giao điểm. Ở đâu có cùng đi qua một điểm mà. Cùng đi qua một điểm mà. Một mấy đường rồi, 1 2 3 4, thêm đường nữa đi, 2. Rối tinh à, bao nhiêu cặp đối đỉnh các em biết không? Bây giờ thầy giảng theo cách dễ hiểu nhất nè. Một đường thẳng cắt một đường thẳng khác thì sẽ sinh ra hai cặp đối đỉnh, đúng không? Như vậy là giờ thầy lấy cái đường thẳng màu đỏ làm nhân vật trung tâm này, đường thẳng này, đường thẳng này làm nhân vật trung tâm đi ha. Đường thẳng này cắt đường thẳng này thì sinh ra hai cặp, rồi cũng đường thẳng này cắt một đường thẳng khác nữa, các đường thẳng thứ ba đi thì lại sinh ra hai cặp nữa. Đường này với đường này sinh ra hai cặp nữa là thành 4 cặp. Rồi cũng cái đường đậm đó với cái đường thứ tư lại sinh ra hai cặp nữa là 6 cặp. Rồi cũng cái đường đậm ban đầu với cái đường này với đường thứ năm đó thì sinh ra 8 cặp. Như vậy mỗi đường thẳng nó sẽ tạo với 4 đường còn lại 8 cặp, mà có 5 đường như vậy thì mình lấy 5 nhân 8 là ra 40 cặp, đúng không? Nhưng mà 40 cặp đó thì nó đúp lên rồi, tức là đường này với đường này tạo thành 2 cặp, thì hồi mình lại lấy đường này nhập với đường này lại tạo thành 2 cặp nữa, thì 2 cặp đó nó trùng lại. Vậy 8 nhân 5 là 40, các em phải chia đôi. Này giống bài toán bắt tay ở lớp 6, bài toán bóng đá ở lớp 6. 8 nhân 5 40, chia đôi là 20 cặp nha. Tiếp tục. À, cho Y là trung điểm của đoạn AB. Trên hình vẽ có mấy cặp tam giác bằng nhau? Ồ, chơi mấy cái này đầu não hả? Cho điểm Y là trung điểm nè. Rồi đường trung trực của AB. A, B. Đường trung trực là sẽ đi qua trung điểm và vuông góc với trung điểm. Trung điểm là Y ha. Trên đường trung trực các em lấy đại. Ở đây vuông góc này. Rồi. Trên đường trung trực đó các em lấy MNB. M N P phở. M N P phở. M N P phở. Rồi nối xuống. Rồi đếm nè. Đếm coi có bao nhiêu cặp tam giác bằng nhau. Nhiều lắm kìa. Thì thầy với các em cùng đếm nha. Mấy cái tam giác rời nhau trước đi. MNA với lại MNB là 1 cặp. 2 cặp. NAP phở, NP phở B vò 2 cặp. 3 cặp. PAI, P phở B vò Y 3 cặp rồi. Rồi giờ cặp cặp tiếp theo là NAI, NBI là 4 cặp. Rồi MAP phở, MP phở B vò 5 cặp. Rồi thêm một cặp cuối cùng là MAI với lại MBI nữa là 6 cặp. 6 cặp kia. Một ô tô dự định đi từ ô tô dự định đi từ A tới B. Hả?
Dự định đi từ A tới B với vận tốc 40 km trong 3 giờ. Thì quãng đường AB sẽ bằng gì? Sẽ bằng 40 nhân 3 là bằng 120. Nhưng do đường dễ đi nên xe chạy với vận tốc 45. Vậy thời gian dành ra T sẽ bằng S chia V là 120 chia 45. Thì nó sẽ bằng nhiêu? 120 chia 45 thì bằng 8 phần 3 giờ. 8 phần 3 giờ. 8 phần 3 giờ em đổi ra phút giây đi. Thì nó sẽ là 2 giờ với lại 2 phần 3 giờ, tức là 2 giờ 30 à 40 phút. 2 phần 3 giờ là 40 phút. Đó. 2 giờ 40 phút. H là giờ em. Hour đó. 2 giờ 40 phút. Và nếu xe đi từ 7 giờ sáng thì nó đến B là 9 giờ 40. Đây, 3 tam giác ABC, đường phân giác ngoài, đỉnh A và đỉnh B. Cho tam giác ABC, đường phân giác ngoài, đỉnh A và đỉnh B cắt nhau tại G. Vậy góc ABG bằng bao nhiêu? Góc tạo thành góc AGB bằng 50 độ. Như vậy lúc đó góc C bằng bao nhiêu? Vẽ hình thử đi các em. A phân giác ngoài, rồi dễ ôm, nó sẽ là 80 độ các em. Tại sao vậy? Hết thời gian rồi nha, bây giờ mà vẽ hình thì không kịp. 80 kìa. Giờ thầy giảng nhanh nè các em, nghe nè. Tổng góc A ngoài và A trong là 180, B ngoài B trong cũng bằng 180. Vậy A ngoài A trong cộng B ngoài B trong là bằng 360. 360 mà trong đó nửa góc A ngoài, nửa góc B ngoài là cộng lại là 130. Như vậy là A ngoài cộng B ngoài là bằng 260. Lúc đó A trong cộng B trong là bằng 100. Như vậy góc C sẽ bằng 80 độ. Các em tu tới tu lui nghe lời thầy giảng á. Hoặc là cuối giờ còn giờ thầy giảng, còn vẫn còn giờ thầy sẽ giảng cái bài đó nha. Nha. X bình trừ 13 sẽ bằng bao nhiêu? X bình trừ 13 sẽ bằng âm 12 hoặc là 12 cũng được. Bởi vì mũ 8 là mũ chẵn mà, bằng âm 12 thì có vẻ hợp lý hơn. Lúc đó x bình sẽ bằng 1 em. Nào. X bình bằng 1 thì x sẽ bằng cộng trừ 1. Thì x sẽ bằng cộng trừ 1 là có hai giá trị đó. Còn nếu mà nó bằng 12 thử coi. Bằng 12. Ồ còn nữa các em ơi. Cũng còn một trường hợp nữa là gì? Nó bằng 12 vẫn được, thì lúc đó là x bình sẽ bằng 25. X bình bằng 25 thì x sẽ bằng cộng trừ 5, thì có 4 giá trị lần, cộng trừ 1 với lại cộng trừ 5. Các em thử lại đi, 5 bình là 25, 25 trừ 13 là cũng bằng 12, 12 mũ 8 cũng bằng âm 12 mũ 8, 4 giá trị nha. Nhìn cho kỹ nè. Xóa cái này đi. Xóa cái này đi. Rồi, 4 giá trị nha. Cuối giờ thầy sẽ giải lại cái bài kia, hay là bây giờ thầy giải luôn nè. Cái hình tam giác nó không vậy? Cho tam giác ABC, thầy vẽ nhanh nè. Phân giác ngoài góc A kéo dài ra, phân giác ngoài góc B này,
Rồi kẻ hai tia phân giác của góc ngoài. Đây là A. A Đây là B. Xin lỗi, đây là B nha. Còn đây là C. Rồi thầy gọi đây là x độ đi. Thì bên cạnh cũng là x độ, là phân giác. Thầy hay làm vậy nó dễ hiểu. Y độ thì bên cạnh cũng là y độ ha. Bây giờ người ta cho trên này là bằng 50 độ nè. Hồi nãy cái đề hồi nãy các em tua lại các em coi. Đây là góc G. G không? BGA bằng 50 độ. Thì lúc đó là x cộng y sẽ bằng 130. Rồi x cộng y này cũng bằng 130. Như vậy là x cộng y là bằng 260. Đó, 260. Thì cả cái góc này là góc bẹt nè. Giờ là 180. Góc B này cũng 180. Vậy là 180 cộng 180 này 360. Mà x y này là nó chiếm 260 rồi. Như vậy là cái góc A bên trong này, BAC đó, cộng góc B bên trong này là ABC nè, là sẽ chiếm 100. 100 cộng với 260 mới ra 360. Mà hai góc này 100 thì góc C sẽ còn lại là 80 thôi. Nào, ngẫm nghĩ đi kìa, sẽ hiểu rồi. Rồi, thầy chấp cái vòng 3 2 phút rồi đó. Cái này mình làm không biết bao nhiêu lần luôn rồi đúng không? Đạt giá trị nguyên. Các em tự làm đi. Khóa học V71, V72 thầy dạy quá nhiều rồi. 3x cộng 6 trừ 1 trên 2 cộng x này. Vậy là 2 cộng x sẽ bằng 1 hoặc là bằng trừ 1. Vậy x sẽ bằng trừ 3 hoặc là trừ 1 nhé. Trừ 3 với trừ 1. Con chó. Một ô tô dự định đi từ A tới B. Cái này thầy giảng trong V73 rồi các em. Quãng đường hình như 270 ấy. Trong khóa học V73 bài giảng số 9, số 10 gì đó. Các em dở ra coi, thầy gửi cho các em rồi đó. Thầy bận quá đâu có thời gian đâu. Thử lại coi. 270. Quãng đường AB là không biết bao nhiêu. Nhưng mà AB chia cho 5 cộng thêm 2 bằng x. AB chia cho 54 cộng 2 bằng giảng luôn đi kìa. Tội mấy đứa không học thầy đâu, không có biết làm đâu. Rồi. Một ô tô dự định đi từ A tới B, gọi thời gian dự định. Thời gian dự định là thời gian dự định thầy gọi là x giờ. À, x giờ đồng hồ. Bây giờ đi với vận tốc 45 thì thời gian thì gọi là T45 đây sẽ bằng quãng đường AB chia cho vận tốc 45. Đó. Còn đi với vận tốc 54 thì gọi là thời gian. Thời gian tốn sẽ là T54 sẽ bằng quãng đường AB chia cho 54. T bằng S chia V, thời gian vận quãng đường chia vận tốc thôi. Thì cái thời gian này nè, nó sẽ sớm hơn dự định 2 giờ. Tức là nó ít hơn thời gian dự định 2 giờ. Có nghĩa là nó cộng 2 thì bằng x. Còn thời gian đi với 54 độ ở 54 giờ, 54 km trên giờ thì nó tới sớm hơn 3 giờ. Tức là nó cộng thêm 3 giờ nữa mới bằng cái thời gian dự định. Vậy từ đây các em bắt cầu các em có nè. Hai cái này cùng bằng x thì nó sẽ bằng nhau. Rồi các em giải thôi. Đó. A B trên 45 sẽ cộng 2 bằng 3, vậy là bên này 2 bên này 3, vậy là hai bên giãn được 2 đi,
là cuối cùng là AB trên 45 sẽ bằng AB trên 54 cộng cho 1. Đó. Rồi từ đây các em dùng kỹ thuật tìm ích ở trong khoa học V71 á, các em sẽ tìm ra thôi. Còn không thì mình quy đồng. Quy đồng cộng tử giữa mẫu thôi. Từ đây suy ra AB sẽ bằng 2.7. Thầy thử nha. X trên 45 bằng 54 cộng 1. Không có máy tính thì đai chắc luôn. 2.7 đúng luôn kìa. Tự làm nha. Trời, mất hết thời gian rồi. Cái này giải đến số 1 rồi. Đáp án bao nhiêu không nhớ nha. Để thầy nhớ coi. À, 50 kìa, bằng 50. Quay lại nick số 1 coi nhé. Con mèo. Cái này tự giải đi. Đáp án sẽ bằng. Cái này trong các khóa học trước thầy đã dạy cách làm quá nhiều rồi nha. Các em quay lại V71, V72 các em coi cách giải đi. Nó sẽ bằng 4 đó. Cho tam giác ABC. Vẽ hình ra. Cái này thì các em vẽ hình ra. Vẽ hình ra rồi các em sẽ thấy hai cái đoạn AH và AK nó bằng nhau thôi. Cái này nó rất dễ, các em vẽ hình ra các em thấy liền. Chứng minh thì cũng nhanh thôi. Hai đoạn bằng nhau đem chia nhau thì bằng 1 thôi. Cái này ở nick trước thầy giải rồi các em nhé. Nó sẽ có tất cả là không nhớ đáp án nha. Không nhớ đáp án thì làm lại. -1 trên a nhỏ hơn -1 trên nằm hình như giải rồi với em. Giải rồi chẳng lẽ đi giải nữa. Không. Bây giờ mình bỏ dấu trừ đi thì nó lại lớn hơn. 1 trên a sẽ lớn hơn 1 trên 5. Rồi nghịch đảo lại thì A lại nhỏ hơn 5. Nguyên dương nhỏ hơn 5 thì có 4 số. 4 số là 1, 2, 3, 4 ha. Các em phải nhớ cái quy luật nè. Một số âm đang nhỏ hơn số âm kia. À xin lỗi, âm 6 thì nhỏ hơn âm 2 á. Một số âm đang nhỏ hơn số âm thì bỏ dấu âm đi nó lại lớn. Đó, đó là cái quy luật thứ nhất. Rồi thêm một quy luật nữa là 1/5 chẳng hạn đang lớn hơn 1/7 thì 1/5 cái bánh lớn hơn 1/7 cái bánh thì sao? Nghịch đảo lại thì 5 lại nhỏ hơn 7. Đó. Như vậy là các em sẽ hiểu được bài này thôi. Tóm lại A nhỏ hơn 5. Mà A là số nguyên dương, như vậy là 1 2 3 4 có 4 số. Con khỉ. À, qua A kẻ song song, qua C vẽ đường thẳng. Các em vẽ hình đi. Thầy vẽ hình nha. ABC. Tam giác ABC. A nè, B nè, C nè. AB là qua A kẻ đường song song BC. Rồi. Qua C kẻ đường song song AB. Cắt nhau tại O. Như vậy các em dễ dàng chứng minh được là hai tam giác bằng nhau thôi. Hai tam giác là AOC với lại ABC sẽ bằng nhau. Thì trường hợp góc cạnh góc học ở lớp nhiều rồi nha. Như vậy chu vi tam giác ABC bằng bao nhiêu thì chu vi tam giác AOC cũng bằng bấy nhiêu thôi. Như vậy là lấy 2.5 cộng 3 cộng 3.5 là được bao nhiêu? 3 với 3 là 6, 2 rưỡi với nữa 3 nữa là 9.
con hổ. Vẽ ra ngay. DE là trung điểm của AB và AC. BE bằng 7 thì CD cũng bằng 7. Vẽ ra cái mấy hai giác bằng nhau liền à. Con gà. Tìm B minh dương. Biết nghịch đạo của nó lớn hơn 2. B đó là minh dương. Z cộng nghịch đạo của nó là 1 phần B lớn hơn 1 phần 2. Hồi nãy thầy mới giảng 1 phần B lớn hơn 1 phần 2 thì nghịch đảo lại B sẽ nhỏ hơn, nhỏ hơn 2. Số nguyên dương nào nhỏ hơn 2? Chỉ có số 1 thôi. Chỉ có số 1 mà thôi. Không. Câu cuối cùng. Bài này ta vẽ hình. Cho tam giác vuông tại A mà lại có AB bằng AC nữa, vậy là tam giác vuông cân nói với em. Không. Vậy thì có tam giác vuông cân. Rồi. Tam giác vuông cân A, B, C. Vẽ đường thẳng XY. Rồi kẻ BD. Qua B và C, kẻ vuông góc với hai cái đường thẳng XY này. Rồi như vậy ta có hai góc vuông. Thêm góc vuông này nữa. À, điểm này là điểm gì? BD hả? CE. Rồi ok. Giờ ta bảo BD trên ED cộng với CE trên DE thì bằng cái gì? Bây giờ thầy hướng dẫn các em chứng minh nhanh này. Cái hình tôi dời lên đây đi ha. Đó. Đây tôi kéo xuống. Kéo lên cho các em dễ thấy. Bây giờ các em sẽ chứng minh được hai tam giác A DB và tam giác EAC là bằng nhau. Dễ thôi. Hai tam giác này nó có cạnh AB này bằng cạnh AC theo đề cho. Đúng không? Rồi hai tam giác vuông nữa. Vậy đây là hai tam giác vuông có cạnh cạnh hiên bằng nhau rồi đó. Hai tam giác vuông có cạnh hiên bằng nhau. Thì giờ ta đi tìm thêm một góc nhọn bằng nhau nữa để chúng bằng nhau. Thì các em thấy cái góc này nè. Cộng cho góc này thì bằng 90 độ thế này. Thì gọi là x đi. Đây là y. Góc x cộng góc y. Góc x màu vàng á, DAB với lại EAC cộng với góc vuông ở giữa là bằng 180. Thì góc DAE là góc bẹt mà. Thì x cộng vuông cộng y bằng 180. Mà vuông đây là 90 độ. Vậy x cộng y sẽ bằng 90 ha. Giờ cái góc B này nè. Góc B màu vàng. Thầy gọi là Z đi. Không biết bao nhiêu độ. Nhưng mà Z này cộng x cũng bằng 90. Bởi vì tam giác DAB vuông ở D. Vuông ở D thì x cộng Z là hai góc phụ nhau. Z cộng x bằng 90. Y cộng x cũng bằng 90. Vậy hóa ra y với Z sẽ bằng nhau. À, chỗ này thầy ghi y luôn. Giờ các em nhìn lại hai tam giác vàng và xanh thì nó có hai tam giác vuông có cạnh hiền bằng nhau, rồi có cái góc nhọn y bằng nhau nữa. Vậy hai giác bằng nhau theo trường hợp là cạnh hiền góc nhọn tam giác ABD bằng tam giác CAE theo trường hợp là cạnh hiền góc nhọn. Từ đây các em suy ra là BD là nó bằng AE, hai cạnh tương ứng, mà CE nó sẽ bằng AD, hai cạnh tương ứng. Vậy bây giờ cái mình cần tính là gì? BD trên ED cộng cho CE trên DE là nó cùng mẫu rồi kìa. BD
cộng CE, tất cả trên ED cộng DE thì là một thôi, ta ghi ED đi. Các em nhìn kỹ đi, BD á, BD thì nó lại bằng AE, còn CE thì nó lại bằng AD. Rồi ở dưới mẫu là ED, rồi hai cái này cộng lại AE cộng AD thì bằng ED, ED trên ED thì dĩ nhiên là bằng 1. Đáp án sẽ bằng 1 các em nha. Rồi các em vào trang web của thầy đăng ký, đăng ký các khóa học nếu thích, không ai ép buộc ha, nhưng mà nên đăng ký để biết được nhiều kiến thức hay cùng với cách giải toán, khả năng nhanh nhẹn, tư duy thuật toán ha. Rồi mùa hè chắc chắn thầy sẽ mở cái lớp học thêm lớp 8 mới đó, các em học cái lớp 8 trong mùa hè đó thì các em sẽ vững vàng kiến thức của năm lớp 8. Rồi các em sẽ dành cái thời gian quý báu để nâng cao kiến thức thôi. Thầy sẽ luyện học sinh giỏi lớp 7 cũng như học sinh giỏi lớp 8 ha. Trước hết các em tham gia cái khóa học mùa hè đó, nhớ theo dõi trang web của thầy thường xuyên để biết thông tin của những khóa học trong hè nha. Hiện tại thì các khóa học Winbit các em hãy đăng ký nếu thích. Rồi tạm biệt các em, hẹn gặp lại ở nick số 3.